Những người bị bệnh gan, đặc biệt là bị ung thư gan ấy, đã nghe nói tới rồi. Đây là một loại cây mà nó có thể kiểm soát cái tải lượng virus viêm gan này, viêm gan B, viêm gan C, và cái rễ của nó hay thân của nó ấy, thì bình thường em vẫn đang sử dụng để bào chế thuốc. Và cây này thì hôm nay trong vườn nhà em có trồng một cây, chứ vùng nguyên liệu thì trồng hơi xa nên là em quay luôn cho mọi người. Thì đây là một loại cây mang tên là cây sáo tam phân. Cây này thì mọi người chắc hẳn là một vài người có thể nghe tới rồi. Nó được coi như là một loại thần dược chữa ung thư gan. Và sáo tam phân nó là họ nhà cam quýt. Đây mọi người có thể quan sát ạ. Lá nó sẽ dài một chút này. Đây nó có gai. Và đây cái bộ phận dùng của nó ấy, thì mọi người có thể dùng thân này, rễ này. Rễ nó là tốt nhất. Nhưng mà rễ của nó cũng không hề rẻ đâu ạ. Do đó trong phối hợp trong thang thuốc thì cũng phải vừa khéo léo mà cũng thật sự là đủ hàm lượng. Nó rơi vào tầm khoảng 10-12 gram. Nếu như mọi người có thể sắc nước cho em uống. Uống hàng ngày nó sẽ kiểm soát tải lượng virus viêm gan B, viêm gan C rất là tốt. Đặc biệt với những người sơ gan, kể cả ung thư gan, thì bệnh nhân ung thư gan em vẫn đang điều trị và phối hợp trong thang thuốc thì đều có sử dụng cái vị dược liệu này. Vị dược liệu này rất là quý. Và với những bệnh nhân mà mua rễ lẻ, thực sự thì em cũng không gần như không bán rễ lẻ, bởi vì nó cũng quá đắt. Đó, thì để tìm kiếm được sáo tam phân chuẩn và hàm lượng dược chất cao ấy, thì giá rất là đắt. Và đó thường mọi người sẽ lấy trong thang thuốc sẽ là hợp lý hơn cho mọi người. Và mọi người cần tư vấn bệnh hay thuốc đông y, đặc biệt là những thang thuốc về bệnh gan, thì liên hệ theo số của em là 0989 517 397. Em có Zalo số đó.